Hello, xin chào bà con cô bác. Mời bà con cô bác tiếp tục xem một cái ruộng ngô vừa mới được vun phân gốc. Thì cái ruộng ngô này thì bây giờ nó cũng đã lớn như thế này. Đây, quay trực tiếp cho bà con cô bác xem. Đấy. Thì vừa được vun gốc và vun được 3-4 ngày, nhưng mà sau khi vun gốc xong thì gặp một cái trận mưa mưa rất là to, mưa liên tục 2 ngày. Thì đặc điểm của cái ngô này á, thì sau khi vun gốc xong, vun phân đảm NPK xong thì nó phát triển rất là nhanh. Nhưng mà nó trồng trên một cái vùng đất là đất pha cát, đấy, đất cặt phá này. Thì đặc điểm của đất đất cặt phá này thì sau khi vun gốc mà gặp mưa thì nó sẽ rửa trôi rất là nhanh. Đấy, nó sẽ mưa được mưa nó sẽ làm cho phân sẽ tan đi và nó sẽ mất phân. Và cây có thể là sau cơn mưa tạnh thì cây có thể là bị còi cọt dần, là bởi vì là do phân đạm NPK nó sẽ hòa tan và trôi theo nước mưa đi, nó sẽ mất. Thì muốn cây được tiếp tục phát triển thì phải tiếp tục vun lần hai. Đấy, nhưng mà nếu mà vun như vậy thì cũng rất là mất thời gian và chi phí cho cây ngô thì cũng rất là nhiều tiền tiền phân. Đấy, rất là tốn kém. Đấy, cho nên là muốn có một cái cách là muốn để bà con sau khi vun xong cây ngô này xong á, để cây ngô này không bị mất phân á, phân đạm nó không bị rửa trôi. Thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục chia sẻ cho bà con là về cách chống rửa trôi phân. Đấy. Và để cho cây ngô không bị mất phân và không bị còi cọt trong cái mùa mưa, mà nhất là mưa to mà mưa dài ngày, thì cây ngô nó rất đất rất là khó khó giữ phân đấy, cho cây ngô. Thì đây thì tôi quay trực tiếp đây. Thì sau khi vun phân gốc cho cây ngô rồi á, thì bà con cô bác cứ tù cái màng phủ nông nghiệp này. Đây là cái màng phủ nông nghiệp. Đấy. Đấy, cái màng phủ nông nghiệp đây. Thì cái màng phủ nông nghiệp này thì sau khi vun phân gốc cho cây ngô rồi thì bà con tụ cái màng phủ nông nghiệp này vào. Đấy. Thì cứ nếu mà cái màng phủ nông nghiệp này rộng thì bà con cô bác cứ sẽ cứ mồi 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 gốc gốc ngô như thế này, thì cứ sẽ một lồn như thế này. Đây. Xẻ một lỗ như thế này. Đấy. Thì xẻ thì cũng nên xẻ vừa phải chứ đừng cũng quá rộng. Là vì đây cái chỗ này thì tôi cũng tận dụng lại cái màng phủ nông nghiệp vừa làm vụ dưa xong. Đấy. Thì xẻ như tầm khoảng cái này là vừa. Đấy, cái này. Đấy. Thì cái màng phủ nông nghiệp này nó có cái đặc điểm là sau khi vun phân gốc cho cây ngô xong thì gặp mưa to thì nó cũng không bị rửa trôi và nó có tính chất ngăn nước và không bị nước thấm vào đất và không rửa trôi, cho nên là cái hàm lượng phân phân đạm nằm ở trong trong gốc cây ngô này nó vẫn giữ nguyên, nó không mất đi được. Đấy. Và nó sẽ cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cây ngô thì để cây ngô nó phát triển liên tục. Đấy. Thế cái màng phủ nông nghiệp này thì nó cũng có tác dụng là ngăn ngừa cỏ. Thì khi phủ cái màng phủ nông nghiệp này thì cỏ nó cũng không phát triển được. Đấy, cho nên là cũng không bị cái cỏ cạnh tranh dinh dưỡng với cây ngô. Đấy, rất là tốt. Đấy, cái màng phủ nông nghiệp này. Đấy, đặc điểm của nó rất là tốt. Và nó cũng có cái tính giữ ẩm cho cây ngô. Đấy, không bị mất nước trong những cái ngày không có mưa mà trời mưa trời nắng to,
thì nó cũng có tính giữ ẩm. Bởi vì hơi sương ở dưới đất nó khi nó qua một qua đêm thì nó bốc lên và nó giữ ở dưới cái màng phủ nông nghiệp này, và nó lại hấp thụ lại đất và cung cấp cho cây ngô hấp thụ. Thì đây là cái màng phủ nông nghiệp, thì tôi cũng dơ lên đây. Thì sau khi phủ cái màng phủ nông nghiệp này rồi thì cái đất này nó không bị rửa trôi này, nó đang nguyên như thế này này, đây. Không bị rửa trôi đấy. Còn nếu mà không tủ cái màng phủ nông nghiệp này thì nước mưa nó sẽ sói và nó trôi hết toàn bộ đất khi bà con có bạc vun vào cái gốc như thế này. Đây là cái màng phủ nông nghiệp này đây. Cho nên là ở Việt Nam thì chưa có cái thói quen là làm cái ngô bắp này mà dùng cái màng phủ nông nghiệp này mà phủ lên cái mặt đất cho cây ngô bắp. Đấy. Nhưng mà ở những cái nước tiên tiến và những cái nước khác thì người ta đã làm ngô bắp này, người ta đã dùng cái màng phủ nông nghiệp này để cho phủ cho cây ngô thì rất là tốt. Nó còn có một cái lời nữa là dùng cái màng phủ nông nghiệp này thì tránh được cái trường hợp là dùng thuốc diệt cỏ để phun. Thường là bà con cô bác hay dùng thuốc diệt cỏ để phun để diệt cỏ ở dưới cái gốc ngô này. Thì cái thuốc diệt cỏ nó rất là độc hại, nó là một loại thuốc rất độc hại, độc hại cho người và cho đất và ô nhiễm đất và độc hại cho cả cây trồng. Đấy. Nếu mà phun thuốc diệt cỏ nhiều thì quá nhiều năm, nhiều vụ nhiều năm nên nó tích tụ ở trong lòng đất, thì nó làm cho đất càng ngày càng bị thải hóa và nó diệt cả cái loài vi khuẩn có lợi, cho nên là trồng tất cả các loài cây hoa màu nó sẽ không phát triển được nữa, bởi vì không có con vi khuẩn nó sẽ tạo ra chất dinh dưỡng cho cây trồng, thì cây trồng càng ngày càng bị thải hóa và coi cọt. Đấy, và phun thì nó cũng rất là diệt được cỏ rồi thì nó cũng là ảnh hưởng đến cây trồng, cho nên là cái màng phủ nông nghiệp này thì rất là tuyệt vời. Nếu mà phủ được cái màng phủ nông nghiệp này rất là tuyệt vời. Đấy, nó lại vừa tạo ra cái sản phẩm an toàn cho người dùng và cũng tạo ra được cái an toàn cho cả người làm. Đấy, thì không bị độc hại và cũng làm cho sạch môi trường, không bị ô nhiễm và đất không bị thải hóa. Đấy, cho nên là cái màng phủ nông nghiệp này cũng rất là có giá trị. Thì khuyên bà con cô bác nên khi làm gỗ bắp này thì cũng nên đầu tư cái màng phủ nông nghiệp này. Thì đặc biệt của cái màng phủ nông nghiệp này nó có một cái lời, có nghĩa là tuy đầu tư ban đầu thì nó cũng hơi tốn kém một chút, nhưng cái màng phủ nông nghiệp này thì đâu thì nó cũng vào đó. Đầu tư tốn kém thì nó lời được cái công làm cỏ. Tính về công làm cỏ, nếu mà không dùng cái màng phủ nông nghiệp này để tù lên cái gốc cây ngô bắp như thế này thì công làm cỏ nó cũng đã với cái công bây giờ rất là đắt. Cái người làm là một ngày 200 ngàn thì một công, thì cũng tính ra công làm cỏ thì cũng đã còn quá tiền mua cái màng phủ nông nghiệp này rồi. Mà màng phủ nông nghiệp này thì nó cũng rất là không những dùng một vụ mà nó là dùng được nhiều vụ. Có thể là dùng vụ này qua vụ sau. Đấy, nếu mà ai mà giữ được tốt, cẩn thận giữ tốt, sau khi thu hoạch và thu gom lại và cất cẩn thận thì cũng có thể dùng được 3 vụ liên tục. Đấy. Thì không phải là dùng một vụ và nó hỏng luôn đâu. Đấy. Cho nên là tính về cái lợi kinh tế thì nó còn rẻ hơn là cái công chi phí mà thuê người để làm cỏ cho cái cây bắp ngô á, hay là chi phí vào cái vấn đề dùng thuốc để diệt cỏ.
và nó cũng hao hụt phân đó, thì cái mảng phủ nông nghiệp này có lời gấp cả hàng hàng mấy lần luôn đấy. Nên đây là cái cách thức mới và cũng chưa ai áp dụng. Đây là lần đầu tiên tôi cũng chia sẻ với bà con cô bác, nếu mà làm cây ngô bắp này hay là tất cả các loại màu khác cho đến cây ngô bắp này thì nên dùng cái mang phủ nông nghiệp này để đầu tư vào cây ngô này. Đấy. Bởi vì nó rất là có lợi về rất là nhiều mặt. Đấy. Chỉ cần tù một lần như thế này thì cỏ sạch đến chỗ đến khi cây ngô thu hoạch không bao giờ có cái cỏ mọc ở dưới gốc ngô bắp này nữa, và toàn bộ phân đạm khi vào gốc này rồi thì nó không thể bị rửa trôi và không bị mất. Cái chỗ này thì tôi cũng tù chưa được kỳ, vì cái đợt này tôi cũng làm thử thí nghiệm, cho nên là cái mang phủ nông nghiệp này cũng có thể là còn thiếu. Đấy. Nhưng mà qua cái đợt này tôi thí nghiệm tôi đã làm như thế này thì chắc chắn những cái vụ sau tôi sẽ áp dụng cho toàn bộ là cái ngô bắp, dùng cái mang phủ nông nghiệp này đến 100% nếu như làm. Đấy. Nhất là những cái ngô bắp này mà đến cái mùa mưa mưa lụt này á, có mưa nhiều này á, thì càng phải cần phải đầu tư vào cái mang phủ nông nghiệp này. Đấy. Thì video tôi cũng chia sẻ đến đây là cũng quá là đầy đủ rồi, thì hôm tôi không chia sẻ rộng mà chỉ chia sẻ trong cái vấn đề là dùng trồng ngô bắp là nên dùng cái mang phủ nông nghiệp này. Thì video cũng xin đến đây là kết thúc. Thì nếu bà con thích video thì nhớ like và đăng ký kênh. Chúc cho bà con cô bác luôn luôn mạnh khỏe và làm vườn thành công. Xin chào bà con cô bác.